Tần Niên Thiếu là bộ phim do Quang Hiếu Đồng và Trương Nhất Sơn đóng chính. Mới đây, bộ phim gây xôn xao cộng đồng mạng vì video cảnh hôn của nam phụ Phạm Thư Thừa với nữ chính Quang Hiếu Đồng. Mới đây, một cảnh quay hé lộ hậu trường của bộ phim Tần Niên Thiếu do Quang Hiếu Đồng và Trương Nhất Sơn đóng chính đã thu hút sự đông đảo chú ý của cộng đồng mạng sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Lý do là chính bởi nụ hôn của nam phụ Phạm Thư Thừa dành cho Quang Hiếu Đồng lại trở thành tấu hài vì một tình huống rất đặc biệt. Trong đoạn video ngắn, nhân vật của Phạm Thư Thừa đang cuồng nhiệt khóa môi nữ chính Quang Hiếu Đồng thì nhận phải một cú đánh chí mạng của nam chính Trương Nhất Sơn. Tuy nhiên, đáng chú ý là một góc quay không mấy chính diện, do Trương Nhất Sơn bị khuất nên có cảm giác như Phạm Thư Thừa hôn rồi lăn ra xỉu. Ngay lập tức, cảnh quay này của Phạm Thư Thừa đã leo thẳng lên vị trí top 1 hot search của Weibo. Nhiều người tỏ ra thương cảm cho số phận éo le của anh chàng khi miếng ăn đã được dâng tới miệng còn để rơi rớt. Theo lời fan hâm mộ của Phạm Thư Thừa, đây cũng chính là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của anh chàng. Mặc dù vậy, không một ai có thể nhịn cười sau khi xem xong video hậu trường này. Nhiều người còn nhắc khéo tên Lộc Hàm, cho rằng đây là quả báo vì dám khóa môi bạn gái của anh. Tần Niên Thiếu là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Gia Hồi. Phim lấy bối cảnh Bắc Kinh vào những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, kể về quá trình trưởng thành của Tà Kiều, Quang Hiểu Đồng và Trần Xuyên, Trương Nhất Sơn cùng những người bạn đã đi qua cuộc đời họ. Tà Kiều và Tần Xuyên yêu nhau nhưng không dám thổ lộ. Sau những thăng trầm, sóng gió, hai người cảm thấy trân trọng đối phương hơn. Tình yêu của họ nảy sinh từ tình bạn thấm thiết. Những rung động đầu đời cùng sự quan tâm che chở của cả hai dành cho nhau liệu có thực sự cảm động được đối phương? Những dự định, những khúc mắc liệu có trở thành trở ngại lớn đối với cả hai? Tần Xuyên và Tà Kiều sẽ cùng nhau vẽ ra câu chuyện thanh xuân đầy ngọt ngào mà không kém phần trắc trở. Phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên phụ nổi tiếng như Phạm Thừa Thừa, Lý Khê Nhuế. Một số bình luận khác của cộng đồng mạng: bày đặt đóng vai phản diện rồi hôn bạn gái nhà người ta bị nam chính đập cho té sấp mặt thế này, thương em bé. Lộc Hàm đang cười hả hê, nụ hôn màn ảnh đầu tiên mà hài không chịu được, chờ mãi mới được hôn crush thì bị ăn đòn. Cười muốn sảng với anh Chấn, hóa ra hôn crush đã muốn xỉu là có thật. Ủa, rồi Trà Nam làm gì hài vậy? Thông tin về dàn cast trước đó từng khiến nhiều cư dân mạng khá bất ngờ và có những ý kiến trái chiều. Phần đông ý kiến phản đối, cho rằng dàn diễn viên này không chỉ có diễn xuất không tốt mà còn không có tí chemistry nào với nhau. Trương Nhất Sơn mất điểm sau Lộc Đình Ký 2020 vì ngoại hình gầy gò, dữ dằn, cộng thêm diễn xuất lố. Anh trông cứng tuổi và nhỏ bé hơn khá nhiều so với Quang Hiểu Đồng. Lý Khê Nhuế từng bị Triệu Vi mắng thẳng vào mặt trong show diễn viên mời vào chỗ mùa 2 vì diễn tệ còn nước mắt cá sấu. Cô cũng trông già dặn hơn hẳn cậu em trai của Phạm Văn Băng, khiến khán giả lo lắng về tương tác của cặp đôi này. Trên mạng xã hội Weibo cũng từng lan truyền đoạn video hé lộ tạo hình sinh viên của Quang Hiểu Đồng trong dòng phim Tần Niên Thiếu. Trong video, Quang Hiểu Đồng mặc chiếc quần jean màu xanh kết hợp với áo phông rộng đúng chuẩn thời trang của sinh viên đại học. Thế nhưng điều khiến khán giả chú ý hơn chính là mái tóc ngố tàu của nữ diễn viên khiến nhan sắc bị dìm thê thảm. Nhiều người thậm chí còn không nhận ra Quang Hiểu Đồng nếu như không đọc nội dung bài viết đăng tải cùng. Với những fan nguyên tác, họ cho rằng bối cảnh phim được lấy vào những năm 2000 nên tạo hình kém sắc của Quang Hiểu Đồng cũng là một điều dễ hiểu. Hơn nữa trong nguyên tác, tác giả chưa bao giờ miêu tả nhân vật nữ chính xinh đẹp như thế nào. Ngoài ra, có nhiều người vẫn bênh vực Quang Hiểu Đồng bởi kiểu tóc trên cái người, chụp vào đầu ai cũng sẽ ngố như vậy. Bên cạnh đó, khán giả còn khen ngợi thái độ kính nghiệp của Quang Hiểu Đồng. Bất chấp thời tiết lạnh giá, nữ diễn viên vẫn mặc quần áo mỏng manh và thực hiện cảnh quay cả ngày ngoài trời. Ngay sau khi quay xong, cô vội vàng mặc áo khoác để đảm bảo sức khỏe cho cơ thể. Hiện phim còn đang trong thời gian ghi hình.